Con kính gửi đến mẹ và kính gửi đến tất cả những người mẹ trong mùa lễ Vu Lan này sẽ được hưởng trọn vẹn sự hiếu đạo từ những người con và sẽ luôn có nhiều sức khỏe để được ở mãi bên những người con, những người cháu của mình. Và kính thưa tất cả quý vị, xin gửi đến tất cả quý vị và các bạn trẻ một đoạn MV ngắn. Đây là tâm tư của Dương Hùng, vì trong suốt những năm qua Hùng đã đánh mất đi sự quan tâm đến người đã sinh thành ra mình. Và mãi đến ngày hôm nay khi Hùng đã hiểu được sự quan trọng trong đời người, và mỗi mùa lễ Vu Lan có một ý nghĩa sâu thẳm như thế nào trong đời người. Kính thưa quý vị, từ năm 16 tuổi khi gia đình có một sự tan vỡ, và Hùng đã quyết định tạo lập tương lai cho mình bằng cách là tự lên Sài Gòn, và đã trải qua những thăng trầm, đã làm rất nhiều nghề, từ đánh giày, bán vé số, khuân vác, thợ hồ, để mỗi ngày tìm ra được hai bữa cơm cho mình. Nhưng cứ mỗi khi thức giấc thì cái điều trước tiên mình suy nghĩ là mình sẽ làm gì ngày hôm nay, cầu mong mà mình bán được nhiều vé số hay là mình đánh được nhiều đôi giày để có được hai bữa ăn tốt. Nhưng mà vẫn cứ lo canh cánh là tối về thì chỗ ngủ của mình có bị người khác họ đã ngủ rồi thì mình có thể tìm một chỗ khác hay không. Nhưng niềm đam mê âm nhạc thì luôn ở lại. Vì thế có khi hàng đêm nằm ngủ, Hùng cất lên hát một đoạn nhạc nào đó mà mình đã từng nghe thoáng qua, và đặc biệt đã nghe được rất nhiều những nhạc phẩm ngợi ca về tình yêu thương thiêng liêng của người mẹ. Ví dụ như là nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Phạm Tuấn Mỹ. Thì bây giờ xin phép quý vị và các bạn khi Hùng được hát một đoạn trong bài hát này, quý vị cùng nghe nha. Và sự khổ đau đến tận cùng khi ai đó đã không còn mẹ. Và những hình ảnh thật đẹp mà Hùng đã từng xem, từng chứng kiến, những cô gái cảm thấy rất tự hào khi khoác lên người một chiếc áo dài, và bên ngực trái của họ có một bông hoa hồng đỏ trắng. Vậy mà đã qua rất nhiều những mùa Vu Lan, thật sự đến ngày hôm nay là Hùng cảm thấy mùa Vu Lan ý nghĩa vô cùng, và đến lúc Hùng cảm thấy lo sợ sẽ còn bao nhiêu mùa Vu Lan nữa để Hùng có được một cái hoa hồng đỏ thắm trong lịch mình. Kính thưa quý vị, có đôi khi chúng ta đến với tình yêu, đến với âm nhạc, đến với cuộc sống, chúng ta nói với mọi người rằng chúng ta rất cần tình yêu, và có đôi khi chúng ta nói với người chúng ta yêu rằng anh chỉ có mình em thôi, nhưng mất em làm sao anh sống được. Anh nhớ em trong từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày. Nhưng có bao giờ chúng ta chợt nhớ rằng những lời đó, chúng ta chợt hướng về mẹ mình, chúng ta nói với mẹ mình điều đó, mẹ mình sẽ hạnh phúc đến như thế nào không? Có bao giờ mình sẽ gọi, mình nói với mẹ mình này, mẹ ơi,
trời trở gió, mẹ đừng có tắm đêm. Mẹ ăn cơm chưa? Mẹ có thấy khỏe không? Cũng đã cảm thấy mình thật hổ thẹn, vì từ khi Hùng bước vào xứ, mẹ đã có được một bệnh viện. Sự thành công đó là nhờ chính và quý vị đã quan tâm yêu mến ca sĩ của Hùng. Khi cuộc sống đã thăng hoa, tiền tài danh vọng đã làm cho Hùng quên rất nhiều về đạo hiếu. Có một lần mẹ gọi điện thoại, mẹ nói rằng mẹ bệnh quá, mẹ mệt quá. Nhưng Hùng thì lại cầm vài triệu gửi cho một người em, nói là em về em trả mẹ cho mình. Nhưng khi tối mà mình ở trong đêm, tôi ăn uống tôi đúng giờ, đó là những điều mà mình thật sự lo sợ. Nếu một ngày nào đó khi mẹ đã mất đi rồi, thì ai sẽ được hưởng những điều đó với mình? Nên gần đây mình cũng xin được thương quý vị, dù chúng ta có bận việc thế nào, chúng ta có thành công thế nào, thì chúng ta cũng vẫn là con của mẹ. Chúng ta nên dành thời gian nhiều hơn để hướng về mẹ. Đó là điều mà những tâm sự của tất cả quý vị. Và những điều đó chúng ta được gói trộn vào một sáng tác mà nhạc sĩ Trần Ngâm Ẩn đã gửi đến cho tất cả chúng ta. Quý vị nhớ rằng khi mùa xuân về là mùa mà chúng ta luôn dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, và luôn chỉnh chu cho mình một trang phục và những nụ cười rạng rỡ trên mặt, trên môi. Nhưng chúng ta đôi khi để có thêm một lời chúc phúc tốt đẹp để dành cho sinh thành của mình. Nhưng khi chúng ta lại chọn thêm một tuổi, thì cái tuổi mà để chúng ta rời xa mẹ sẽ gần hơn. Mời quý vị cùng nghe. Mẹ già như chuối chín cây, nhớ lại mẹ rụng con đành mồ côi, nhớ lại mẹ rụng con đành mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo, cha người trước đã viết để lại những nhạc phẩm để ngợi ca về mẹ thật hay. Kính thưa quý vị, Hùng đã trở thành nhạc sĩ và đã có hơn 18 năm trong những đời sáng tác. Hùng đã có hơn 70 tác phẩm, trong số đó được quý vị yêu mến rất nhiều. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì Hùng có lý do rằng những người đi trước đã viết về mẹ quá hay. Những từ ngữ,
cao quý nhất đã được mô tả. Vì thế mình chẳng còn từ ngữ nào tốt đẹp hơn để viết về đại ca người mẹ. Nhưng đó chỉ là một lý do thôi. Và đến bây giờ thì mình hiểu rằng phải cần viết về mẹ, viết về điều cao quý nhất, về niềm tự hào của cả nhân loại. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe những lời nói của Hùng và những tình cảm của em duy nhất này. Xin tạm biệt quý vị và chúc quý vị sẽ luôn là những người con hiếu đạo và sẽ luôn thành công nhiều hơn trong cuộc sống này. Tạm biệt quý vị.